miền Bắc đón mưa vàng sau những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa Hồng Phú. Ngày 6 tháng 7, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 30 tháng 6, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 37 độ C đã xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất và kéo dài nhất từ đầu mùa hè 2018. Tính đến ngày 5 tháng 7, nhiều nơi đã có nắng nóng sấp xỉ và trên 40 độ C như Chi Nê, Hòa Bình 40,3 độ, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 40,5 độ, Việt Trì, Phú Thọ 39,6 độ, Sơn Tây, Hà Nội 40,0 độ, Hà Đông, Hà Nội 39,8 độ, Nho Quan, Ninh Bình 41 độ, Bái Thượng, Thanh Hóa 41 độ, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 41,6 độ, Tây Hiếu, Nghệ An 40,5 độ. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài hết ngày 6 tháng 7 và giảm nhanh trong ngày 7 tháng 7, ông Lâm dự báo. Theo ông Lâm, từ chiều tối và đêm nay, ngày 6 tháng 7, do ảnh hưởng của xoáy thấp nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa thời tiết sẽ chuyển có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Do thời tiết chuyển biến nhanh từ trạng thái nắng nóng sang mưa dông nên trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng sét, lốc và gió giật trong cơn dông trong 2 ngày cuối tuần. Từ ngày 7, 9 trên 7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to và dông, thời gian có mưa to có khả năng tập trung vào đêm và sáng sớm. Đợt mưa lớn lần này ở các tỉnh Bắc Bộ tập trung cao điểm trong các ngày 7, 9 trên 7, sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày, ông Lâm nói. Như vậy, sau một tuần nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cả ban ngày và ban đêm đều cao, nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến trong khoảng 29, 30 độ, trời oi bức cả về đêm, thì các tỉnh vùng núi lại đối diện với nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất. Đối với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ có một tuần khá mát mẻ với nhiệt độ trong khoảng 30, 33 độ kéo dài cả tuần tới. Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm nay, ngày 6 tháng 7, có khả năng có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 7, 9 trên 7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có dông. Những ngày sau đó có lúc có mưa rào, trời nắng gián đoạn, thời tiết dễ chịu. Tách, mùa vàng sau.